Honda Civic Hatchback thế hệ mới đã chính thức trình làng tại thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 6 năm 2021. Sau gần một năm, mẫu xe này mới được vén màn tại thị trường châu Âu. Điểm nhấn của Honda Civic Hatchback 2022 dành cho thị trường châu Âu chính là động cơ. Theo đó, mẫu xe hatchback hạng C này chỉ được trang bị hệ chuyển động hybrid mang tên EHEV. Ở các thị trường khác như Mỹ và Nhật Bản, Honda Civic Hatchback 2022 dùng động cơ xăng thông thường. Trái tim của Honda Civic EHEV Hatchback 2022 là hệ chuyển động hybrid bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít và hai motor điện nằm trên cầu trước. Bên cạnh đó là cụm pin lithium-ion nhẹ hơn, nằm dưới ghế sau. Hệ chuyển động hybrid này tạo ra công suất tổng cộng 181 mã lực và mô men xoắn cực đại 315 Nm. So với phiên bản cũ dùng động cơ xăng VTEC turbo 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, Honda Civic EHEV Hatchback 2022 mạnh hơn 1 mã lực và 75 Nm. Hiện hãng Honda chưa công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của Civic EHEV Hatchback mới. Tuy nhiên, xe chắc chắn sẽ tiết kiệm xăng hơn phiên bản cũ. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến lợi thế lớn cho Honda Civic EHEV Hatchback 2022 trong thời buổi giá xăng dầu thế giới tăng cao. Theo hãng Honda, hệ chuyển động của Civic EHEV Hatchback 2022 có thể tự động chuyển giữa các chế độ vận hành F chỉ dùng motor điện, Hybrid dùng cả motor điện lẫn động cơ xăng và Engine Drive chỉ dùng động cơ xăng mà không cần sự can thiệp của người lái. Trong khi đó, người điều khiển xe có thể chọn các chế độ lái Eco, Normal, Sport và Individual. Trừ hệ chuyển động, Honda Civic EHEV Hatchback 2022 ở châu Âu có thiết kế nội ngoại thất và kích thước giống hệt xe dành cho những thị trường khác. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.550mm, rộng 1.800mm, cao 1.415mm và chiều dài cơ sở 2.735mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe hatchback này dài hơn 30mm, thấp hơn 5mm và chiều dài cơ sở tăng 35mm. Được áp dụng phong cách thiết kế giống phiên bản sedan, Honda Civic Hatchback 2022 cũng có lưới tản nhiệt hình thang ngược trên đầu xe với logo của nhà sản xuất ở giữa. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là đèn pha mượt mà hơn trước và tích hợp giải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L. Tiếp đến là hốc gió, trung tâm hình thang cỡ lớn, hốc đèn sương mù hình chữ C, nắp capo dài hơn và cột A được đẩy lùi 50mm về phía sau. Bên sườn, Honda Civic Hatchback 2022 cũng có đường chân kính hất lên ở cột C và nóc dốc về phía sau theo phong cách của Accord. Trong khi đó, thiết kế đằng sau xe lại khác biệt so với phiên bản sedan vì ngắn hơn 125mm và đi kèm cụm đèn hậu LED nối với nhau bằng đèn phanh thứ ba ở giữa. Ngoài ra, Honda Civic Hatchback 2022 còn được bổ sung kính cửa sau rộng hơn nhằm tăng tầm nhìn cho người ngồi bên trong xe. Bên cạnh đó là hai ống xả hình thang cỡ lớn và bộ khuếch tán gió màu đen. Bước vào bên trong Honda Civic EHEV Hatchback 2022, người lái sẽ bắt gặp mặt táp lô mới, màn hình thông tin giải trí 9 inch nằm độc lập, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10,2 inch, cửa gió điều hòa kéo dài đi kèm lưới hình tổ ong, và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Nhờ kích thước tăng lên nên khoảng duỗi chân dành cho hành khách ngồi trên hàng ghế sau cũng rộng rãi hơn trước. Cuối cùng là những trang bị an toàn đầy đủ như 11 túi khí và gói công nghệ an toàn Honda Sensing với tính năng hỗ trợ lái khi tắc đường mới, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng cũng như hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường. Dự kiến, mẫu xe hatchback hạng C này sẽ chính thức được bày bán tại châu Âu vào mùa thu năm nay. Giá xe Honda Civic EHEV Hatchback 2022 vẫn chưa được công bố,